Mới đây thì ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi người Nga vào cuộc truy lùng những bức thư điện tử bị thất lạc của bà Hillary Clinton. Vụ việc gây phẫn nộ trong giới chính khách Mỹ, nhiều người lên tiếng cáo buộc ông Trump là kêu gọi một lực lượng nước ngoài vào do thám Mỹ. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với phóng viên, ông Donald Trump đã phát biểu: "Hỡi nước Nga, nếu các bạn đang lắng nghe, tôi hy vọng các bạn có thể tìm ra 30.000 thư điện tử đã bị thất lạc." Những bức thư mà ông Trump đang nhắc đến là các bức thư của bà Clinton khi còn là Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 đến năm 2013. Mặc dù vào năm 2015, bà Clinton đã giao hàng ngàn thư điện tử cho quan chức Mỹ, nhưng vẫn giữ lại khoảng 30.000 thư mà theo bà là thư cá nhân, không liên quan đến công việc. Đáp trả lại phát biểu của ông Trump, bà Clinton cho rằng ông Trump đang gây ra một mối đe dọa đến an ninh quốc gia vì đã khuyến khích Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Không chỉ riêng bà Hillary Clinton mà rất nhiều cử tri có mặt tại Đại hội Đảng Dân Chủ cũng sốc về bình luận của ông Trump ngành bất động sản này. Tôi nghĩ đó là một sai lầm rất ngu ngốc của ông ta, bởi vì ông ta không chịu suy nghĩ, ông ta không hiểu ngoại giao là như thế nào. Tôi nghĩ thật điên rồ khi một ứng viên tổng thống lại đi nhờ một chính quyền nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử trong lúc đang diễn ra như thế này. Tôi nghĩ chỉ trích ông ta về hành động này thôi là vẫn chưa đủ. Đó là tội phản quốc. Để xoa dịu những làn sóng biểu tình phản đối, người phát ngôn của ông Trump đã biện hộ rằng ông Trump không hối thúc Nga tấn công hộp thư điện tử của bà Clinton.